Vâng, thưa quý vị và các bạn, đang theo dõi trên kênh Bonsai TV. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong công việc, cũng như có thật nhiều tác phẩm đẹp để cùng chiêm ngưỡng. Hôm nay kênh Bonsai TV đang có mặt tại Linh Bình để quay lại những siêu phẩm đã xuất hiện tại Linh Bình vào những ngày cuối cùng của nhận cây. Trước mắt quý vị và các bạn là những tác phẩm tiêu biểu của anh Toàn Đô La: cây tiên áo giáng trần, cây duyên tùng, và phía bên này là cây dưới, còn với cả một tác phẩm xanh nữa. Thì cuốn video đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay tôi sẽ ghi lại rất là chi tiết cây xanh tiên áo giáng trần của ông bà Toàn Phu huyện Trì, anh em vẫn thường gọi là Toàn Đô La. Đây là tọc bóng của cây. Có khả năng cây thôi. Hiện tại thì cây được đặt ở một vị trí rất là trang trọng, vị trí số 1 của màn triển lãm lần này. Về phần chậu của cây thì cũng được bác Toàn Đô La là rác vàng xung quanh. Tôi sẽ quay về phần chậu của cây trước. Cái chậu được làm rất là tỉ mỉ, toàn bộ con rồng phượng cũng là đắp nổi 3D, xung quanh thì được rác vàng hết rồi các bạn. Cái cây tiên áo giáng trần ở trong cái giới chơi cây 3 năm trở lại đây thì ai cũng biết đến rồi, và cũng được rất là nhiều các nhà quay phim nhiếp ảnh để ghi lại rất là chi tiết. Khi mà nên đây cũng rất nhiều các bác tập trung chung lượng cái tác phẩm này nên ngay đầu buổi sáng. Tôi sẽ quay về cái phần vệ đế của cây. Trước là nó cắt, đúng rồi, nó cắt người đến đây em đang chôn được rồi. Đây gồm một vẻ đế rất là vững chắc. Phần đế phía mặt là sau của cây. Thì chắc ống kính của các bạn là vẫn tự này. Thì theo như trước đây bác Mười chia sẻ, và bác cũng là người tạo tác lên cái cây này ở thời điểm ban đầu, đây là cái ngọn
sau khi cắt ra mình tạo được cái bộ đế như này, cái thời gian rất là nhiều lần. Về mặt chính diện của cây thì cây cũng rất nhiều là ưu yếu, nhiều cái hàng hốc. Quay cận cảnh cái chi tiết của cái tay số 1. Tay làm đặc biệt. Đây là cái tay số 1 của bạn. Tôi sẽ cố gắng ghi lại những chi tiết nhỏ nhất để quý vị và các bạn cùng tham khảo. Bộ xương răng của tôi. Ở cái đây số 1 này, ngay từ tưởng là thân ra có một cái góc cua rất là đẹp, và cái sẹo giật phát đầu tiên cũng nghiêng toàn hết rồi các bạn. Trong phần thân thì cũng còn những cái vết sẹo cũng chưa biết hẳn, nhưng mà gần như là hoàn thiện hết các cái sẹo được, cái vết đục vẫn còn. Độ hạ tốc của cây được rồi. Cái tay thứ nhất, cái tay thứ hai đối diện sang bên này, tay thứ hai rất là đẹp các bạn, tay thứ hai thì u biếu, tay thứ hai u biếu được chạy mềm. Tại thứ hai tay thứ tư với tay thứ năm rồi, 1 2 3 tay thứ ba thì với tay thứ tư thì nó ở cái vị trí ngang nhau các bạn, sau đó là lên cổ mọn thôi. Đây là cái tay, hai tay nó ở vị trí ngang nhau sang hai bên, đây là tay thứ tư sang bên cạnh này, cái là tay thứ năm. Thì thực chất là cây này nó tạo lên một cái bóng dáng rất là đẹp, chứ còn là ví dụ như là theo những cái dáng thế cổ thì ví dụ như là mỗi một tay cách nhau khoảng bao nhiêu phân ấy thì thực
chất thì nó không về vào một cái khuôn khổ là hết ở trong những cái tác phẩm đẹp như thế này. Và ví dụ như là những cái cây bốn tay và một ngọn ấy, thì nó có những cái theo cái cổ ngày xưa ấy. Và đây là những cây theo cái lối cây hiện đại đấy. Rất là đẹp các bạn. Cái tay thứ ba này cũng khá là cắt rất là chi tiết. Cái quả phúc, quý vị các bạn nhìn cái quả phúc này chuyển được ngọn rất là mềm, cặp của bà cô. Đúng rồi, anh đánh kiểu ảnh cho thằng em nó kiểu ảnh. Vâng, đây thưa quý vị các bạn, đây là tổng bóng một cây. Đấy rồi rồi. Cây lên hình thì khá là đẹp. Nhìn cũng tương đối hết được cái hang hốc hầm hố của nó. Đẹp, đẹp luôn, lung linh luôn. À, bây giờ tôi sẽ quay hai đi quanh con tử cho quý vị các bạn cùng ngắm nhé. Đây là con tử này, cái phần bệ đế của nó. Rất là vững chắc. À, nhiều bác vừa ngắm cây vừa bảo là thôi thì các bác chỉ trộm mấy con tử này là đống tiền này. Tất cả những quý khách thường ngắm cái cây này thì chỉ còn biết là trầm trồ thán phục thôi các bác. Cho nên là thực sự là nó được thừa nhận. Tôi đứng từ trên cao để review toàn cảnh của tác phẩm và cũng là siêu phẩm Tiên Lão Giáng Trần, được đặt ở một vị trí trang trọng nhất trong khu vực triển lãm lần này. Như những cây này thì có lền phông, cái vẻ đẹp của nó còn toát lên rất là nhiều. Quý vị và các bạn nếu có thời gian, thật sự tôi khuyên là quý vị và các bạn nên đến trực tiếp triển lãm lần này. Rất nhiều siêu phẩm, rất nhiều những cây mang tầm cỡ của Việt Nam được tụ họp ở đây trong cái triển lãm Ninh Bình năm 2021 này. Trước khi dừng cuốn video này, tôi xin phép quay lại cụ một vòng nữa và lấy tổng bóng ở phía mặt trước để quý vị và các bạn cùng thưởng lãm. Quý vị và các bạn thấy video hữu ích và hãy đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thưởng lãm một cái cảnh thật thoải mái. Quá tuyệt vời rồi. Tôi xin được dừng video tại đây.